Đức Hải Dương xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhá. Thì mới nhất trong cái buổi trưa hôm nay thì bên em lại vừa mới mua được một chiếc xe đến thương hiệu từ Đức các bác nhá. Một chiếc BMW được sản xuất năm 1995 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam là năm 1996. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ mới luôn nhá anh chị và các bạn nhá. Anh chị nào mà mới xem clip của em lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng xe ô tô cũ từ 20 triệu cho đến 400 triệu thì nhớ share và like và bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất bên em đang về theo ngày tháng. Thì trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe BMW 320 được nhập Đức nguyên chiếc, động cơ chỉ có một 2.0 thôi các bạn nhé. Chiếc xe này nguyên bản của theo nhà sản xuất rất là cao, từ 5 quả mâm đúc các bạn nhé. Tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường với cái mẫu xe BMW 320 này. Chiếc này thì em bảo anh cho anh chị và các bạn là máy êm, gầm chắc, côn số nhẹ nhàng, điều hòa mát rét các bạn nhé. Camera lùi đầy đủ hết các bạn. Mọi chức năng hoạt động rất là ok. Thì tổng thành về sơn vỏ và nội thất bên trong bên ngoài thì về phần sơn thì cũng phải đi tút tát lại một chút anh chị ạ. Đấy, vì xe cũ từ những cái năm đấy đến bây giờ thì nó không thể tránh được cái chuyện là chúng ta phải đi sơn tỉa. Cũng như chúng ta mặc bộ quần áo nó hơi bị rách một chút thì chúng ta phải dán cái hoa vào các bác nhá. Thì tí nữa em sẽ vào phần nội thất bên trong. Tổng thành về sơn vỏ thì tí nữa em sẽ quay chi tiết nhất cho anh chị và các bạn xem những cái phần nào cần phải làm các bác nhá. Đây, thì bác chủ nhân bác ấy đã độ chiếc xe là lên hai đèn bi salon rồi nhá anh chị em nhá. Rồi, đèn bi salon nha anh chị em nhá. Đấy, đèn bi salon này. Và cái phần này là chúng ta là phải làm là các bạn này. Đấy, nó bị dỉ theo thời gian nhá anh em nhá. Đấy, còn tôn vỏ chiếc này thì em bảo hành cho các bác luôn, không mục mọt luôn. Đây, đấy, nó bị dỉ theo thời gian. Và lốp chiếc này thì được bác chủ nhân bác ấy vừa thay một dàn lốp mới nha anh em nhé. Một dàn lốp mới luôn. Nào, xe được trang bị là mâm đúc nguyên bản theo nhà sản xuất các bác nhá. Đấy, nguyên bản theo nhà sản xuất. Lốp này là mới cứng luôn, mới cả dàn luôn anh em ạ. Lốp mới cả dàn nha các bác nhá. Một bộ lốp này đó cũng khá là tương đối nhiều tiền đấy các bạn. Xi nhan hông này các bác này, xi nhan đèn này. Và kính của nó là kính dê zin luôn này. Xin từng chi tiết một anh chị em nhé. Đây, đây các bạn này. Đấy. Và bộ mâm đúc đằng sau đây, lốp mới nhá anh em nhá, lốp mới cứng luôn. Đấy. Và cái phần sơn này chúng ta phải tỉa này. Và đèn hậu đây các bạn này. Đèn hậu các bạn nhá. Đèn hậu đây, mọi chức năng hoạt động bình thường. Em đã xoay thật chi tiết nhất và kỹ nhất cho anh chị và các bạn xem cái chiếc BMW. Chiếc này nó chỉ vài chục triệu đồng thôi các bạn nhé, 320i, chỉ vài chục triệu đồng thôi. Đấy, xe là căng đét luôn anh chị em ạ. Thì em sẽ vào cái phần em đã xoay tất cả mọi chi tiết cho anh chị vào xem. Đây, từ kính đằng sau vẫn là kính zin này anh em nhé. Và đây, lốp sau đây. Đấy, lốp mới cứng nhá anh em nhá. Lốp mới cứng này. Đây, sơn thì với phần này chúng ta cũng phải tỉa toát đi nè. Đây các bạn ạ. Đấy, giá vài chục triệu đồng cái mẫu xe BMW 320 này. Đây, mâm đúc nguyên bản theo xe này. Đấy, nguyên bản theo xe anh em nhá. Xi nhan đây, đăng kiểm rất là dài nhá anh em nhá, tháng 8 năm 2020. Và kính này, zin này. Đấy, kính zin nguyên bản theo xe luôn anh em nhé. Một chiếc BMW mà chỉ có vài chục triệu đồng thôi mà zin toàn tập luôn anh em ạ. Đây, về phần tapi của nó đây, keo chỉ của nó đây các bạn này. Máy trước đây thì lỗ thâm thì luôn anh em nhé, lỗ thâm thì luôn. Ghế thì ghế cơ, động cơ trước này chỉ có 2.0 thôi. Chiếc này nó zin toàn tập luôn anh em ạ. Đấy, zin toàn tập luôn.
Đây, ốp quần cánh cửa đây, và phần tắp bi nhựa đây. Đấy, vô lăng củ số đây anh em này. Đấy, một chiếc BV được trang bị phanh ABS nha anh em nhá. Ghế điện trần này các bạn ạ. Chiếc này một chủ từ mới luôn. Đấy, tổng lưng hạ kính này anh em này. Lưng hạ kính này. Đấy, và đây là cái camera lùi anh em nhá. Cam lùi này, cam lùi. Chiếc này em mới mua về xong, chiếc này cũng chỉ sẵn đi thôi anh em ạ. Và đây phần keo chỉ của nó đây này, nguyên bản theo nhà sản xuất luôn anh em ạ, nguyên bản theo nhà sản xuất luôn nhá. Đấy, phần ghế da, ghế da rất là sạch và đẹp các bác nhá. Đây, đây, cái này nó chưa có rèm chắn nắng anh em ạ. Xe cực đẹp luôn. Và với cái mẫu xe BV mà chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Anh em nhìn này, máy lổ thầm thì nhá. Này, da lăn tăn hơi nước này. Đấy, một chiếc máy đại chất luôn. Lốp mới cả dàn anh em nhá. Đây, 5 quả la răng đúc theo nhà sản xuất. Đó nhá. Đấy, xe rất là đẹp. Giá vài chục triệu đồng thôi anh em ạ. Là chúng ta sở hữu ngay một chiếc BMW nhập Đức nhá, chiếc này nhập Đức anh em nhá. Phần cao chỉ của nó đây. Chưa mất một phần cao chỉ nào luôn anh em ạ. Bốn cánh này. Đấy. Xe đại chất luôn. Và em sẽ mở cái lóc cabo lên nữa cho anh em nghe tiếng động cơ nhá. Đây, vô lăng này. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Máy lổ thông thi. Đây anh em nhìn này. Đây, đây là khoang động cơ của nó. Chiếc này thì nó là động cơ của nó chỉ có 2.0 anh em nhé. Đầu sắt xi của nó đây, nguyên bản theo nhà sản xuất anh em nhé. Đấy, máy lổ thông thi luôn. Điều hòa mắt lạnh nha anh em nhé. Đấy, máy nổ mắt lạnh luôn. Đây, lý này, lý theo xe này. Đấy, cabo nguyên theo xe này anh em ạ. Đấy, máy nổ thâm thì luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường anh em nhá. Đấy, rất là vuông vắn luôn. Thì sau đây em sẽ mở cái cốp lên cho bác xem. Cốp cực đẹp luôn anh chị em ạ. Đây, phần cốp của đây các bạn này. Cốp đây, phần đít đây. Đấy, chiếc này anh em nào về mà dọn tút tát một tí thôi là chúng ta đi gia đình cực kỳ chắc chắn luôn. Xăng tiết kiệm vô cùng. Bình ắc quy này, mới cứng luôn nhé anh em nhá. Đấy, và em sẽ lật cái khoang cốp lên cho anh chị và các bạn xem. Nào, mâm đúc này, theo xe này. Đấy, sơn này, sơn tây nguyên bản chưa. Và em sẽ xoay qua phần gầm cho anh chị và các bạn xem. Cái phần gầm này. Đây, gầm chưa bị mục mọt gì anh em nhá. Đấy, xuống cấp theo thời gian. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe BMW 320i này thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp với em qua hoặc là ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương các bác nhá. Với cái mẫu xe BMW 320i này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 75 triệu đồng nhá. Anh chị và các bạn mà cần thông tin chi tiết gì thì cứ kết bạn với em qua số Zalo trên, thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin về cái mẫu xe BMW 320i này cho anh chị và các bạn xem.
Và một lần nữa em cũng rất cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip của em. Vâng, em chào bác nhá.